Chị dám tuyên bố với em luôn, nếu như con Hà mà chỉ cần là bà con như vậy thôi, chị xuống chị thích gia đình nó từ lâu rồi. Thật. Cái nguồn thứ hai của em á là em nói là hôm bữa đó em xin công an vô là để em coi lúc khám nghiệm tử thi à, nhưng mà em nói lại cũng nó cũng không đúng. Thí tỷ nếu như em cái chỗ mà khám tử thi đâu phải là cái chỗ đi chơi, ai muốn vô thì vô, tự nhiên người nào cũng xin. Nếu đúng ra là ưu tiên là chỉ ưu tiên cho gia đình bên em Hà thôi, ngoại trừ bên em Hà không có ai. Rồi trước hết là cho chị xin chia sẻ cái học chị chào cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước ha, chúc mọi người được nhiều sức khỏe. Sau á là chị xin chia sẻ là hôm bữa chị coi cái clip của con Tuyền á, nó lên nó chia sẻ đó, cho nên là chị thấy rất là bức xúc. À mà chị nói nè Tuyền ơi, chị thì hình như lớn tuổi hơn mày nhiều đó, nhưng mà mày nghe lời chị nói đây nè, gia đình của em á đã xấu rồi mà còn khoái lên mạng để làm cái gì? Lên mạng chia sẻ là khi nào mà mình lên mạng mình nói cho người ta nghe, người ta đồng cảm với mình thì mình nói, còn mình ngu mình không biết cách nói, mình cứ lên mạng mình chia sẻ. Chị chỉ cho em ba cái ngu nè, em nghe chị nói. Cái thứ nhất á, em lên á em nói á là thằng Tuấn á, nếu như thằng Tuấn nó không làm ăn đàng hoàng để mà lo á thì giờ này không có cái nhà đó để mà việc con Hà em Hà nó mua cái nhà. Nhưng mà chị nói cho em nghe, lúc mà đi làm chung thì đã làm một cái biên bản là chia đi làm chia ra làm bốn, thì cái phần thằng Tuấn nó đã lấy tiền nó ăn hết rồi, còn cái phần căn nhà này là tiền của ba mẹ con em Hà tích lũy để mà mua, nó không có liên quan gì tới thằng Tuấn hết trơn á, đúng không? Còn anh của em những năm về trước thì đi làm ăn thì không biết, nhưng mà những năm về sau không có anh em Hà vẫn đi làm được, không phải đợi anh em có mặt của anh em mà em Hà mới làm được tiền ha. Là cái đó là cái ngu thứ nhất. Còn cái ngu thứ hai của em á là em nói là hôm bữa đó em xin công an vô là để em coi lúc khám nghiệm tử thi à, nhưng mà em nói lại cũng nó cũng không đúng. Thí tỷ nếu như em cái chỗ mà khám tử thi đâu phải là cái chỗ đi chơi, ai muốn vô thì vô, tự nhiên người nào cũng xin. Nếu đúng ra là ưu tiên là chỉ ưu tiên cho gia đình bên em Hà thôi, ngoại trừ bên em Hà không có ai mới có mặt em vô. Còn em nói nếu như có em ở đó tại sao công an không nhờ em, không nhờ em đứng ra để mà cắt những cái miếng vải, cắt những cái bộ đồ mà để lại cho thằng Vũ nó làm, tại thằng Vũ nó là con trai nó đâu phải là chồng, dù sao những cái đó nó cũng rất là bất tiện. Còn nói tại sao em nói là em thấy thì tại sao cái ngày mà đám ma em Hà, thằng Vũ nó đứng nó nói những cái phân tích đó là nó thấy phía sau gái có cái vết bầm rồi cái mặt nó thì bị sâm xuống, tại sao lúc đó trước cộng đồng mạng đó, em không đứng lên em phản bác, mà tại để tới ngày giờ này em mới đứng lên phản bác, là em thấy có phải là em nói xạo không? Còn cái ngu thứ ba của em á là như vậy, em nói bé Linh nó mất dạy, nhưng mà nè chị nói cho em nghe nè, trước khi em chửi con bé Linh á em chửi ai trước biết không? Em chửi cái thằng anh của em á, cái thằng Tấn á, cái thằng đó mới là cái thằng mất dạy nè. Em có coi cái clip mà lúc mà A Xin đưa lên á trong gia đình hội họp á, nó ngồi chỉnh chệ ra đó, nó có coi ai ra cái gì không? Nó coi mẹ vợ nó không ra gì, anh vợ cũng không ra gì, bên dòng họ bên vợ không ra gì, nó nạt người này người kia, nó chửi mọi người không ra cái thứ gì. Nếu mà nó mất dạy cái thằng đó mới là thằng mất dạy, còn nó chưa bao giờ mà còn nói về bé Linh nó hổn nó mất dạy là tại gì. Em nên nhớ kỹ đi, mình làm ông làm bà làm cô làm chú làm bác là mình phải quan tâm thương nó trước nó mới thương lại mình, còn mình không quan tâm tới nó một lời nói cũng không hỏi thăm. Bây giờ em biểu nó quan tâm, con nít bây giờ đâu phải như con nít hồi xưa mà tự nhiên bây giờ là phải biểu nó quan tâm tới mình không thương nó lấy gì nó thương mình, mà là em lên em nói người ta mất dạy cái gì. Em nếu mà em chửi con bé Linh thì chị nói trước tiên là em chửi thằng anh em trước, thằng anh em mới là thằng mất dạy, thằng đó chị thấy nó không có ai đó gì hết trơn á, nghe mẹ vợ nó cũng chửi như là cái gì đó đó mới là thằng mất dạy. Còn bé Linh tuy rằng nó nhìn thấy sự gì thế nào đúng, nó không thấy nó cha nó giết mẹ nó, nhưng mà trong bao nhiêu năm nó thấy cha nó đối xử với mẹ nó như thế nào, đánh đập mẹ nó như thế nào, nó mới dám đứng trước cộng đồng mạng nó nói như vậy. Chứ em nên nhớ kỹ đi, đứa con nào cũng vậy, chỉ nhìn con bé Linh với lại là Sơn rất là hiền, cái đầu óc nó không có tới nỗi mà phải ác độc mà tự nhiên bây giờ nó dám đứng giữa này nó kết tội
tội cha nó là không có. Chị thấy nó rất là hiền, nó rất là ngoan. Cho nên là phải có sự việc như thế nào nó mới là kích động nó phải nói như vậy. Mà chị theo như chị nghĩ là nó tự cũng đúng đó. Tại vì nếu như bây giờ nè, mẹ nó nè là một người làm rất là tiền, lo cho chồng, cho con, trả nợ cho chồng, bao nhiêu thứ đều tha thứ cho chồng hết. Thì bây giờ sau này nó là cái nghĩa địa gì, nó không có một cái lô nào đi giao đối với gia đình của em chân. Còn em nói gia đình của em á, không có cần cái căn nhà đó, không quan tâm. Ủa chị nói em nghe nè, ủa không quan tâm rồi sao tự nhiên người ta mới chết mà tự nhiên đi cãi cách sắt đang chi vậy? Nếu như người mình người đàng hoàng, ủa đâu liên quan gì đều lên báo công an rồi thì tỷ công an xuống đi, để còn người ta làm như ta làm cái cách sắt nó để quan bên đi. Còn chị nói nghe, ở trong gia đình em á, mà chị nói dốc nha, đã xấu rồi nên phản biện toàn là lòi cái đuôi ra không mà tự mình khai ra chứ không ai cãi miệng mấy mình hết trơn á. Ở trên cộng đồng mạng người ta nghi ngờ hay không là do tự nguyên cái dòng họ gia đình của nhà em Linh nó chia sẻ đó. Chị nó thấy là em nên núp cái mặt vô thì đúng hơn. Chị nói thiệt, cái mặt em như mũ tú bà vậy mà em xấu quá mà em lên em làm giống như một người mẫu. Em ngồi em thiếu chân, em để cái tay này nọ, nhìn em không giống ai chân á. Em càng chia sẻ thì càng lòi ra những cái giống như là một cái con phù thủy chứ không phải là một con người. Tại vì mình là một người đàn bà, mình phải thông cảm cho một người đàn bà. Rồi nói với anh của em vậy nè, ổ nói với bà gì năm trước đi, ngon lành á thì tại sao trong bảy cái thất á không lên cúng người ta, mà đợi lúc mà tự nhiên bây giờ 100 ngày kéo một lũ lên để làm gì? Lên lấy thịt đen người hay làm gì? Tại vì ở dưới quen rồi phải không bà Năm? Bà chuyên môn mà quen rồi. Không có đâu bà ơi, cái bàn tay bà nó không có bự dữ lắm gì đâu. Cái bầu trời mới bự cho bàn tay bà nó không có bự đâu. Tôi nói cho bà nghe, nếu mà bản lĩnh á, hôm bữa bà đâu có núp vô kẹt. Để chia sẻ làm chi bà mình núp vô kẹt rồi ha. Đợi nó chia sẻ xong cứ kêu vỗ tay vỗ chân vậy. Ủa sao tự nhiên chỗ nhà anh ta mà cái đám nhà anh ta đang đau buồn mà gia đình dòng họ nhà bà lên không biết khúng kiếm, không biết chi buồn gì trơn, lên ăn mừng hay gì vậy? Tại vì sống không có đức đó mà Năm ơi, bà đừng nói là gia đình dòng họ nhà bà ăn ở của đức nên mới sống lâu dài. Ở đâu có, kiếp trước tích đức, kiếp này mình ráng là giữ cái đức đi bà. Tại vì nè, nhiều người trên cộng đồng mạng á, nói là bà khôn, không có, bà không có khôn, thật ra bà rất là ngu. Nhưng mà bà hơn cái lợi thế của người ta là cái do bà có tiền. Chứ thật sự cái khôn bà không có, nếu như mà khôn á, thì dòng họ bà chia sẻ, bà đạo diễn lên là dòng họ bà không bao giờ lên trên mạng mà khai chứ. Tại vì những lời nói là toàn là khai ra cho người ta biết hết trơn. Trời ơi, nếu như mình không làm thì không bao giờ mình nói tầm bậy được. Những cái việc bà kêu người ta làm là những việc đó nó không có. Cho nên nó lên chia sẻ, nó nói trên trời đất, cái lòi tâm tâm hết trơn à. Thì tôi nói với bà đừng có cười hoài. Cố gắng đi, cố gắng làm được việc nào hay việc nấy. Còn bà khuyên cháu bà đó, thằng Tấn á, đừng có động tới con của nó nữa. Cố gắng làm một người tốt đi, từ từ trở lại đi. Thế thiệt bà nói mà càng làm tới nữa thì sau này dòng họ nhà bà, hình như là người ta nói là sống á, phải có tiếng chết không có miếng. Là coi chừng tới sau này là nguyên cái đất nước này tẩy chay giống như là tẩy chay con nhóc Phượng Gia vậy đó. Cố gắng đó bà Năm. Dạ thôi nha, chị xin chia sẻ như đó được rồi. Tại giờ này chị có chồng của con chị tu rồi. Dạ. Chị nói chị dám tuyên bố với em luôn, nếu như con Hà mà chỉ cần là bà con với chị thôi, chị xuống chị thích gia đình nó từ lâu rồi, thích từ cái lúc mà mới nghe tin là con nhỏ này lọt xong luôn, chứ đừng để nó là tới giờ này. Yeah. Chị đánh giữ luôn, chị đàn bà thiệt nhưng mà chị rõ nét, chứ không phải mà bởi là ăn chơi dơ như gia đình dòng họ nhà nó. Dạ. Nha. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn em nhiều. Cảm ơn chị nha. Dạ, chúc chị vui không? Dạ.